Đây là một cái chương trong cái tác phẩm của Donald Trump, và mình xin đọc lại để cho các bạn biết quan điểm của Robert, tức là quan điểm của một người cùng viết sách với Donald Trump, thì ai cũng có cái khó khăn về tiền bạc cả. Nếu bạn muốn giàu có thì bạn phải giải quyết cái khó khăn đó, xác định được cái vấn đề sẽ tạo ra cơ hội, để từ đó sẽ bật ra được cái giải pháp. Mỗi thế hệ lại có một cái kiểu khó khăn tài chính khác nhau và nó riêng biệt. Một cái kế hoạch mà về lợi ích ấy, sẽ xác định sẽ chi trả bạn đến mãn đời. Tuy nhiên cái kế hoạch lợi ích đó sẽ không bao giờ duy trì được trong trong nhiều năm cả. Đấy. Còn cái kế hoạch đóng góp thì khác. Kế hoạch đóng góp là kế hoạch như nào? Là kế hoạch xác định lại, xác định lại chỉ chi trả chừng nào khi mà tài sản của người gửi của bạn ấy còn tiền thôi. Đấy. Hay nói cách khác, một cái kế hoạch lợi ích về mặt lý thuyết sẽ không cạn tiền. Còn cái kế hoạch về đóng góp xác định sẽ có thể là cạn tiền. Do vậy thì hầu hết những người mà không có chỉ số IQ về tài chính cao ấy, thì hầu hết họ là sẽ hơn 80% số dân sẽ các thế hệ bùng nổ ấy, thì sẽ không có đủ của cải để dưỡng già. Một cái ý chủ đạo ở đây muốn nói đó là ai cũng có khó khăn về tiền bạc cả. Nếu bạn muốn giàu có thì phải giải quyết cái khó khăn đó, phải xác định được cái vấn đề để từ đó sẽ tạo ra cơ hội và bật ra được cái giải pháp. Khó khăn về tài chính càng lớn, càng phức tạp thì chỉ số IQ tài chính nó càng cần cao để giải quyết cái vấn đề. Chúng ta sẽ đến một cái lúc nào đó cần trí tuệ để giải quyết cái khó khăn này. Đấy, đúng không? Một trong những cái khó khăn lớn nhất của thế giới ngày nay đó là giá dầu tăng. Dầu nó là máu của thế giới. Giá dầu trở nên quá cao sẽ khiến cho chúng ta sẽ điêu đứng, và không nhanh nếu mà không nhanh chóng tìm ra được cái nguồn để thay thế dầu thì nền kinh tế trên thế giới sẽ bắt đầu chết dần. Đấy. Khi Robert nói chuyện với mọi người về một số thử thách tài chính ở phía trước thì Robert nhận được những cái phản ứng khác nhau. Một trong những phản ứng phổ biến đó là đừng nói với tôi về chuyện đó. Cũng có một câu khác nữa là chúng ta cần phải suy nghĩ tích cực hơn, tất cả những cái tiêu cực này sẽ không tốt, trời sinh voi thì ắt sẽ sinh cỏ. Đấy. Đó những là cái phản ứng từ những người có chỉ số IQ tài chính rất là thấp. Đấy. Từ những người có chỉ số IQ tài chính hơi thấp. Đấy. Thay vì nhìn thẳng vào vấn đề và đặt câu hỏi, họ có thể đặt câu hỏi như này: tôi có thể thu được lợi ích gì từ cái vấn đề này? Thì họ lại rút đầu vào cát để lẩn trốn. Đấy. Họ lại tìm cách là trốn chạy và né tránh cái vấn đề đó. Và vì thế, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người phải gánh chịu những cái khó khăn trong những năm sắp sắp tới. Thay vì nhìn vào khó khăn để tìm ra được cơ hội thì họ lại chọn bịt mắt che tai. Một cái phương trình đơn giản đó là tài sản thì nó sẽ bằng năng lượng, hoặc là khi giá năng lượng đi lên thì tài sản của chúng ta sẽ đi xuống. Đấy. Còn ngược lại, khi giá năng lượng đi xuống thì tài sản của chúng ta sẽ đi lên. Đó. Đó là đối với những người giàu có thì họ nghĩ khi mà giá năng lượng nó đi xuống thì tài sản của họ sẽ tìm cách đi lên. Còn với số đông thì giá năng lượng tăng thì tài sản sẽ giảm xuống. Đấy. Trong những cái thời điểm khó khăn thì có thể khiến cho bạn bạn giàu. Luận điểm này nói lên điều gì? Đó là cái điều tốt lành là thử thách của thời kỳ kinh tế sa sút thực sự biến Robert thành một người bán hàng giỏi hơn. Dù dù Robert không kiếm được nhiều tiền, nhưng cái kỹ năng bán hàng nó có giá trị đến tận sau này, tận sau khi mà ông trở thành tỷ phú và triệu phú. Việc làm ăn của Robert trở nên phát đạt nhờ bán, và Robert hiểu được cái tầm quan trọng của bán hàng và tiếp thị.
những cái thời điểm kinh tế khó khăn có thể mài dũa khiến cho bạn sắc bén. Như Donald Trump vừa nói như là nếu bạn làm kinh doanh thì bạn cần phải học cách bán hàng. Đấy. Khi mà bắt đầu thành công ở vị trí đại diện bán hàng cho Xerox, Xerox là một cái công ty về photocopy, và khi mà Robert bán hàng ở đó, vào cái thời kỳ khó khăn thì gần như là phải nài cái phải van xin người người khách hàng. Đấy. Và trong những cái năm đầu tiên thay vì làm ra tiền thì Robert lại nợ cái công ty Xerox này. Đấy. Tuy nhiên sau những năm sau thì ông đã có thể là làm ra được nhiều tiền hơn và trả được khoản nợ đó và học được có những cái kinh nghiệm về bán hàng, một người bán hàng rất giỏi. Đấy. Và sau đó là Robert vào cái thời kỳ mà giá dầu nó sắp khủng hoảng thì Robert bắt đầu học thêm về dầu. Và Robert nhận được cái vị trí bán hàng trong một cái công ty dầu ở gần nhà. Đó là một công ty chuyên viên tư vấn đầu tư dầu và ga để tránh thuế. Đấy. Và thời kỳ đó thì ở Mỹ nhà đầu tư có thể đầu tư 100.000 đô la và được miễn thuế với tỷ lệ là 4:1. Ví dụ như là 100.000 đô la đầu tư thì có giá trị khoảng là 400.000 đô la trong trong khi chúng ta khai trong khi họ khai thuế. Đấy. Như vậy thì nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ việc sản xuất dầu nhưng lại đóng thuế một cách ít hơn. Đó là lý do tại sao là người giàu thì họ càng giàu. Tư vấn tránh thuế bằng đầu tư dầu và ga thời kỳ dầu cao thời kỳ cái giá dầu cao đã dạy cho Robert một cái bài học rất là quan trọng. Bài học đầu tiên và tiên quyết đó là không phải tất cả chuyện làm ăn đều bị tác động xấu bởi khủng hoảng dầu. Đấy. Mắt Robert mở to ra để nhìn vào cái thực tế đó là nhiều người càng giàu ngày càng giàu hơn trong khi những cái số khác nó càng nghèo đi. Với nhận thức đó thì cái chỉ số IQ tài chính của Robert ngày càng tăng lên và họ Robert có thể nhìn thấy một cái thế giới khác. Đấy. Sau cái kinh nghiệm bán máy photo ở Xerox cũng như cho các công ty và sau đó là tư vấn tránh thuế cho nhà giàu cho những cái người giàu trong cái thời gian rảnh thì Robert đã quyết định là mình sẽ muốn giàu có. Đấy. Đó cũng chính là cái con đường và cái tư duy đầu tiên của Robert khi mà trước khi trở thành triệu phú, tỷ phú. Đấy. Còn quan điểm của Donald Trump là như nào? Quan điểm của Donald Trump cho rằng muốn làm giàu thì phải đầu tư vào giáo dục nó xoa đi cái nỗi sợ hãi. Đấy. Donald Trump cũng cho rằng là một người lãnh đạo nếu cần phải có cái tư duy lãnh đạo và giải quyết được cái khó khăn. Nếu mà nhân viên nghĩ rằng người người lãnh đạo dùng tiền vô tội vạ thì họ sẽ chi tiền một cách hoang phí. Và dĩ nhiên là Donald Trump sẽ không ngại để chi tiền, nhưng mà Donald Trump sẽ thích mua những cái gì tốt nhất nhưng không thích hoang phí. Đấy. Nhiều người cứ chật vật vì họ nghĩ rẻ và mua rẻ. Đấy. Nhưng mà đương nhiên là người giàu sẽ không thích người giàu sẽ chọn mua những cái món tốt nhất nhưng mà rẻ tiền, nhưng mà không ai muốn làm người giàu mà rẻ tiền cả, tức là cái không ai muốn làm một người trọc phú cả. Khi công ty gặp khó khăn thì Donald Trump vẫn trả lương cho nhân viên với cái mức lương rất là tốt. Và vì thế trong cái sự kiện mà một lần Donald Trump mua ghế thì người quản lý sân golf của Donald Trump ấy gọi điện cho ông và nói rằng là báo với giá là 1.500 đô la một cái ghế và Donald Trump cảm thấy đắt quá cho nên là thay vì gật đầu thì Donald Trump đã gọi vài cú điện thoại để thương thảo để hạ giá nó xuống và sau cùng một cái ghế đó chỉ có giá là 90 đô la nhưng mà cái ghế đó nó cực kỳ tốt. Đấy. Có cái vải bọc rất là trang nhã
Đấy. Và màu sắc cũng như chất lượng là rất là tốt. Như vậy, đó là Donald Trump có thể mua được cái ghế tốt nhất với cái giá hời nhất. Và dĩ nhiên là ông không thích bị gạt, đặc biệt là khi có thể tìm ra được cái tốt nhất với giá rẻ hơn. Và một người lãnh đạo cũng nên hướng cái nhân viên mình theo hướng như thế. Một điều tất cả chúng ta cần nhớ đó là một chút nỗ lực sẽ thay thế tốt nhất cho những cái lý do lý trấu. Đấy. Chúng ta nên nỗ lực chứ thay vì cứ biện minh cho mình hết cái lý do này đến lý do nọ. Nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu những cái chuyện gì xảy ra xung quanh ta, vận dụng sự nâng cao đó để khai thác trí tuệ và không được tự mãn, đấy thì có thể những suy nghĩ sáng suốt sẽ ra đời. Và phần tốt nhất của giải quyết khó khăn đó là giáo dục. Sự cảm thông có thể thay thế cho thù hận, thì giáo dục có thể thay thế cho cái nỗi sợ. Năng lượng cá nhân của chúng ta có thể tạo ra được tài sản. Nếu bạn kiên gan, bền chí, quyết tâm tiến tới, thì tự nó là một cái nguồn năng lượng lớn và nó sẽ sản sinh ra được 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 cái ý tưởng để cái giải pháp để giải quyết cái khó khăn. Graham Bell cũng đã nói rằng tất cả tập trung vào suy nghĩ của bạn trong cái công việc hiện có. Những tia nắng mặt trời không thể đốt lên ngọn lửa nếu nó chưa được dồn vào một tâm điểm. Đấy. Nếu có thể tập trung năng lượng thì bạn sẽ có cơ hội lớn sinh sôi và kiểm soát được tài sản của mình. Những mũi tên của bạn đều sẽ cũng cùng vào một hướng thôi. Đấy. Nên cùng vào một hướng, cùng vào một cái kẻ thù, cùng vào một mục tiêu, vào một cái hướng đi. Đấy. Robert nói, từ khó khăn có thể nảy sinh ra cơ hội. Donald Trump cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Nếu bạn đánh giá giá khó khăn theo cách đó, tức là đánh giá khó khăn là khi 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 khó khăn thì sẽ nảy sinh ra cơ hội, sẽ nảy sinh ra tiền bạc, sẽ nảy sinh ra ý tưởng và khoa học giải pháp, thì hoàn toàn có thể đảm bảo rằng bạn có thể đặt chân lên con đường để chúng ta giải quyết nó, làm cho nó tốt hơn và làm cho xã hội này nó giàu có và nó văn minh hơn. Đấy. Donald Trump đã gặp những cái vấn đề vô cùng to lớn, từng vướng vào những khoản nợ là hàng nghìn tỷ đô la, nhưng ông chưa bao giờ phá sản và càng thành công hơn. Vì thế mới nói đó là những cái trải nghiệm của chính mình. Và Donald Trump đã nghiệm ra rằng là những cái giá trị cốt lõi có thể đôi khi không hiện lên trong cái hình hài đôi mắt của chúng ta. Đó là lúc nhận thức sáng suốt để thể hiện cái vai trò này. Đấy. Như vậy, cả hai nhà tỷ phú đều nhận ra một cái vấn đề có thể phức tạp và đôi lúc dường như bất tận, nhưng nó cổ vũ bạn. Hãy xem chúng như một cái thử thách sẽ khiến cho bạn đạt được những cái cơ hội và những cái thành tựu to lớn. Hãy nhớ, không có gì là dễ cả và chẳng ai muốn không có gì. Trí tuệ tài chính của bạn lớn hơn những cái điều mà bạn mong muốn đạt được rất là nhiều. Đấy. Bạn không được nhục chí, đó là điều cơ bản. Đấy. Và khi mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề nào đó từng bước thì chúng ta sẽ thấy được sự tuyệt vời của nó. Đấy. Khi mà chúng ta giải quyết khó khăn, đấy, sự huyền diệu của nó, và chúng ta sẽ thành công rồi. Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi học tiếp theo, cái bài đọc sách tiếp theo.